xô bờ cát trắng nơi làng mai làng giữa cá thu về trong xưa Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

Xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình phát thanh của Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch thị xã Nghi Sơn. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi xin chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung chính sau đây. Đồng chí Nguyễn Thế Anh, Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã chủ trì hội nghị giải quyết các vướng mắc trong giải phóng mặt bằng tại một số dự án trên địa bàn thị xã. Kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 4 của cấp ủy, chính quyền thị xã Nghi Sơn công tác xây dựng phường kiểu mẫu ở Tân Sơn và Hải Lĩnh. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 7 tháng 5, đồng chí Nguyễn Thế Anh, Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã đã chủ trì hội nghị giao ban tình hình thực hiện và giải quyết các vướng mắc trong giải phóng mặt bằng tại một số dự án trên địa bàn thị xã. Sự hội nghị có các đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã, trưởng các phòng ban liên quan, Hội đồng bồi thường hỗ trợ và tái định cư các dự án tổ trưởng, tổ phó các tổ kiểm kê, chủ tịch ủy ban nhân dân, công chức địa chính các xã phường Tân Trường, Trường Lâm, Phú Lâm, Phú Sơn, Xuân Lâm. Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận đóng góp các giải pháp giải quyết các khó khăn vướng mắc trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng tuyến đường kết nối khu hạ tầng kỹ thuật khu dân cư mới tại thôn Đồng Tâm, xã Hải Nhân với khu đập đá phường Hải Hòa. Dự án đường dây 500 kV đoạn qua thị xã Nghi Sơn. Dự án di dân sắp xếp dân cư tái định cư một số hộ dân thôn Lâm Quảng, xã Tân Trường. Hạ tầng khu tái định cư phục vụ di dân xã Hải Hà, dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn quốc lộ 45 Nghi Sơn, thuộc dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc Nam phía Đông, dự án đầu tư xây dựng tuyến đường Hải Hòa Bình Minh. Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Thế Anh, Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã đã cho ý kiến cụ thể vào việc giải quyết các khó khăn vướng mắc trong giải phóng mặt bằng tại các dự án Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã cũng đã giao nhiệm vụ cho các phòng ban, hội đồng bồi thường hỗ trợ và tái định cư các dự án, Ủy ban nhân dân các xã phường làm tốt công tác phối hợp với các đơn vị có liên quan, tập trung giải quyết các vướng mắc tại từng dự án, trong đó cần làm rõ nguồn gốc đất, hiện trạng sử dụng đất của hộ gia đình cá nhân theo quy định của pháp luật. Đối với những khó khăn vướng mắc vượt thẩm quyền, không có cơ sở để giải quyết, bên cạnh công tác tuyên truyền vận động, Ủy ban nhân dân các xã phường hội đồng bồi thường hỗ trợ và tái định cư các dự án báo cáo bằng văn bản về ủy ban nhân dân thị xã xem xét giải quyết. Thưa quý vị và các bạn, chiều ngày 7 tháng 5, Ủy ban Nhân dân thị xã tổ chức hội nghị thông qua các dự thảo văn bản và các nội dung quan trọng khác. Đồng chí Nguyễn Thế Anh, Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã chủ trì hội nghị. Sự hội nghị có các đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã, các đồng chí ủy viên Ủy ban nhân dân thị xã, trưởng các phòng ban đội trung tâm thuộc Ủy ban nhân dân thị xã. Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận thông qua phương án giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất thực hiện các dự án, gồm dự án khu tái định cư tại thôn 7 xã Tân Trường thuộc dự án di dân sắp xếp dân cư tái định cư một số hộ dân thôn Lâm Quảng xã Tân Trường đợt 2. Dự án đường dây 500 kV Quỳnh Lưu Thanh Hóa Đoạn qua địa bàn thị xã Nghi Sơn, đất ở. Dự án xây dựng hạ tầng khu công nghiệp Luyện Kim thuộc khu liên hợp Gang thép Nghi Sơn, khu Sen Kẹp tại phường Hải Thượng. Dự án khu nhà ở đô thị tại phường Nguyên Bình do công ty cổ phần xây dựng và phát triển hạ tầng kỹ thuật Hà Nam làm chủ đầu tư. Dự án nút giao đấu nối quốc lộ 1, lý trình km 361 213, trái tuyến với tuyến quốc lộ 1A đi bãi biển Ninh Hải thuộc dự án phát triển tổng hợp các đô thị động lực tiểu dự án đô thị Tĩnh Gia, địa điểm tại phường Hải Lĩnh, phường Ninh Hải, thị xã Nghi Sơn. Dự án quy hoạch chi tiết khu dân cư, tổ dân phố Sơn Hải, phường Bình Minh. Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo thanh tra thị xã cũng đã báo cáo phương án giải quyết đơn của 26 hộ dân thuộc dự án khu công nghiệp số 3 tại xã Tân Trường, Tùng Lâm. Lãnh đạo phòng tài chính kế hoạch báo cáo phương án giải quyết hoàn trả kinh phí bồi thường, giải phóng mặt bằng, dự án khu nghĩa địa Cồn Sim, Mả Hòn, tổ dân phố Đông Hải, phường Hải Hòa. Kết luận hội nghị đồng chí Nguyễn Thế Anh, Phó Bí thư thị ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã đề nghị phòng Tài nguyên và Môi trường, tham mưu Ủy ban nhân dân thị xã ban hành giá đất hoàn chỉnh để tính tiền bồi thường, hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất đối với các dự án đã được thông qua tại hội nghị, làm cơ sở để các hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư triển khai thực hiện. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã cũng đã cho ý kiến vào việc giải quyết đơn của 26 hộ dân thuộc dự án khu công nghiệp số 3 tại xã Tân Trường, xã Tùng Lâm và phương án giải quyết hoàn trả kinh phí bồi thường giải phóng mặt bằng dự án khu nghĩa địa Cồn Sim mà hòn Tổ dân phố Đông Hải, phường Hải Hòa. Thưa quý vị và các bạn, tháng 4 năm 2024, cấp ủy chính quyền từ thị xã đến cơ sở tăng cường công tác lãnh đạo chỉ đạo và triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị đã xác định. Lãnh đạo chỉ đạo sản xuất vụ chiêm xuân, phòng chống dịch bệnh cho cây trồng và đàn gia súc gia cầm công tác thu ngân sách giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án quản lý đất đai tài nguyên và môi trường quản lý quy hoạch trật tự xây dựng xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội tổ chức thăm hỏi tặng quà các gia đình thương binh liệt sĩ các đối tượng thanh niên sung phong dân công hỏa tuyến tham gia chiến dịch điện biên phủ nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng điện biên phủ mùng 7 tháng 5 năm 1954 mùng 7 tháng 5 năm 2024 thực hiện đầy đủ kịp thời chính sách an sinh xã hội tăng cường công tác quốc phòng an ninh, triển khai giao nhiệm vụ cho các thành viên ban chỉ đạo, ban tổ chức diễn tập chiến đấu xã phường trong khu vực phòng thủ năm 2024, đảm bảo an ninh trật tự cho tổ chức khai mạc lễ hội du lịch biển Nghi Sơn năm 2024. Tăng cường công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị, tổ chức các hoạt động kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước 30 tháng 4 và ngày quốc tế lao động mùng 1 tháng 5. Lãnh đạo thực hiện công tác cán bộ đảng viên, công tác kiểm tra, giám sát công tác tuyên giáo, khoa giáo, công tác dân vận và các hoạt động công tác của văn phòng cấp ủy. Trong tháng 4, tổng diện tích gieo trồng ước đạt 8.215,96 ha bằng 96,7% kế hoạch bằng 98% so với cùng kỳ. Diện tích gieo trồng giảm 167,23 ha so với cùng kỳ do so một số diện tích đất nông nghiệp bị thu hồi thực hiện dự án và diện tích đất không đảm bảo nguồn nước tưới tại các xã phường Tân Trường, Phú Sơn, Tân Dân chăn nuôi, đàn trâu, bò 14.847 con bằng 74% kế hoạch, đàn lợn gần 44.000 con bằng 102% so với cùng kỳ, đàn gia cầm gần 500.000 con bằng 115% so với cùng kỳ. Lâm nghiệp, tổ chức trồng rừng sản xuất tập trung 95 hecta tổ chức hội nghị triển khai các thông tư trên lĩnh vực lâm nghiệp, tập huấn, nghiệp vụ kỹ thuật về bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng cho cán bộ, tổ dân phố, lực lượng xung kích với 280 lượt người tham gia. Tổng sản lượng khai thác và nuôi trồng ước đạt 2.621 tấn, trong đó sản lượng khai thác 2.310 tấn, nuôi trồng 311 tấn, thu mua ước đạt 10.000 tấn, chế biến nước mắm đạt trên 85.000 lít. Triển khai các phương án phòng chống thiên tai năm 2024, kiểm tra vật tư dự trữ phòng chống lụt bão theo phương châm 4 tại chỗ ở các xã phường, xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh, chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, tại xã Tân Trường, Trường Lâm, Phú Lâm, Hải Nhân, hướng dẫn hoàn thiện 5 sản phẩm của các chủ thể tại phường Hải Thanh, Hải Bình, Xuân Lâm và xã Hải Nhân, thực hiện nâng cấp chất lượng, mẫu mã, bao bì sản phẩm, hệ thống xử lý môi trường để hoàn thiện hồ sơ đăng ký đánh giá, phân hạng sản phẩm ô cốp đợt 1 năm 2024, tổ chức hỗ trợ trưng bày quảng bá, giới thiệu sản phẩm ô cốp tại lễ hội du lịch biển Nghi Sơn năm 2024. Các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp tập trung đẩy mạnh sản xuất, nhiều sản phẩm công nghiệp chủ yếu có sản lượng tăng so với cùng kỳ. Trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt các quy hoạch phân khu tỷ lệ 1 trên 2000, khu đô thị số 040607. Thẩm định nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng tỷ lệ 1 trên 2000, xã Phú Sơn, thị xã Nghi Sơn đến năm 2030. Thẩm định đồ án quy hoạch tổng mặt bằng xây dựng tỷ lệ 1 trên 500, khu văn phòng, khách sạn và dịch vụ thương mại tại phường Hải Hoa. Trình phê duyệt quy hoạch tổng mặt bằng tỷ lệ 1 trên 500, trường cao đẳng nghề Nghi Sơn, mở rộng nghĩa trang nhân dân phường Ninh Hải, phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1 trên 500, khu sen cư thôn Thống Nhất xã Các Sơn, khu dân cư tổ dân phố Thành Bình, Hòa Bình, phường Hải Châu. Thẩm định trình phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1 trên 500, dự án khu tái định cư số 2 tại xã Các Sơn, khu tái định cư số 3 tại xã Anh Sơn, phục vụ giải phóng mặt bằng khu công nghiệp số 20, khu kinh tế Nghi Sơn. Thẩm định thiết kế bản vẽ thi công, dự toán 6 công trình với tổng mức đầu tư 11,4 tỷ đồng, nghiệm thu 7 công trình do Ủy ban Nhân dân các xã phường làm chủ đầu tư, thẩm định tài sản vật kiến trúc phục vụ giải phóng mặt bằng dự án với tổng giá trị 0,7 tỷ đồng. Trong tháng đã cấp 271 giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ cho các hộ gia đình cá nhân đảm bảo quy định, tổ chức kiểm tra xử phạt vi phạm hành chính 3 trường hợp vi phạm trật tự xây dựng, số tiền phạt 190 triệu đồng. Trong tháng kiểm tra kiểm soát thị trường về buôn lậu, buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng, tăng giá đối với 4 cơ sở, phát hiện và xử lý 4 cơ sở, tiền thu phạt là 15 triệu đồng. Triển khai 128 dự án đầu tư công do thị xã và các xã phường làm chủ đầu tư bao gồm 37 dự án đầu tư công năm 2024, 80 dự án chuyển tiếp, 11 dự án chuẩn bị đầu tư sử dụng vốn ngân sách trung ương, hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng, hoàn thiện hồ sơ trình phê duyệt quyết toán 15 dự án. Thu ngân sách trên địa bàn được 96,7 tỷ đồng. Lũy kế 4 tháng thu được 696,4 tỷ đồng, đạt 71% dự toán tỉnh giao, 46% dự toán hội đồng nhân dân thị xã giao. Chi ngân sách 125,2 tỷ đồng, trong đó chi xây dựng cơ bản 13,3 tỷ đồng, chi thường xuyên là 91,5 tỷ đồng, chi bổ sung ngân sách cấp dưới là 20,4 tỷ đồng. Trong tháng thành lập mới 21 doanh nghiệp, các doanh nghiệp cơ sở sản xuất trên địa bàn thị xã hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định. Công tác quản lý hỗ trợ của Quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn thị xã được tăng cường, các nguồn vốn cho vay sản xuất kinh doanh và cho vay ưu đãi các đối tượng chính sách cơ bản đảm bảo kịp thời hiệu quả. Công tác quản lý tài nguyên và môi trường, điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2024 thị xã được Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa phê duyệt tại quyết định số 1505 ngày 17 tháng 4 năm 2024. Thẩm định thu hồi đất phê duyệt dự toán bồi thường 8 dự án với tổng diện tích thu hồi là 4,94 hecta. Tổng số tiền phê duyệt là 37,95 tỷ đồng, ban hành một quyết định phê duyệt phương án giá đất cụ thể để sao đất tái định cư và giá đất cụ thể để bồi thường dự án. Tham gia hội đồng thẩm định đánh giá tác động môi trường, cấp phép môi trường đối với 5 dự án, thực hiện công tác quản lý nhà nước về tài nguyên khoáng sản và môi trường đảm bảo theo quy định, tiếp nhận 692 hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giải quyết 467 trường hợp đạt 67,4%. Xử lý sau dịch, bảo đảm cho 468 trường hợp, giải quyết 468 trường hợp đạt 100%. Công tác giải phóng mặt bằng hỗ trợ tái định cư, ban hành quyết định thu hồi đất cho 345 lượt hộ, chính phê duyệt phương án bồi thường 19,32 tỷ trên 248 lượt hộ, đã phê duyệt phương án bồi thường 37,95 tỷ trên 279 lượt hộ, chi trả 28,97 tỷ trên 631 lượt hộ hoàn thành quyết toán kinh phí bồi thường với số tiền là 53,88 tỷ đồng tại 5 dự án. Lũy kế 4 tháng đã bàn giao mặt bằng 118,23 hecta trên 386,68 hecta tại 22 dự án, đạt 30,58% kế hoạch. Vận động các hộ gia đình nhận ứng trước tiền bồi thường và bàn giao mặt bằng các trần cột 44 trên 44, vị trí thuộc dự án đường điện 500 kV Quỳnh Lưu Thanh Hóa, tại xã Trường Lâm, Phú Lâm, Phú Sơn, Tân Trường, Đối với phần hành lang tuyến, từ ngày mùng 6 đến ngày mùng 8 tháng 4 năm 2024, hội đồng bồi thường dự án đã phối hợp với ủy ban nhân dân các xã Trường Lâm, Tân Trường, Phú Lâm, Phú Sơn và chủ đầu tư tổ chức kiểm tra hiện trạng các khoảng cột bị ảnh hưởng bởi dự án. Có 34 trên 43 khoảng cột có chiều cao cây đảm bảo đủ điều kiện bàn giao cho đơn vị thi công thực hiện dự án. Ban hành quyết định cưỡng chế thu hồi đất đối với 3 hộ tại dự án, khu tái định cư phục vụ di dân phường Hải Thượng, thị xã Nghi Sơn, giai đoạn 1, giải phóng mặt bằng xây dựng khu công nghiệp Luyện Kim, cảng tổng hợp quốc tế, gang thép Nghi Sơn, nhà máy sản xuất kết cấu kiện bê tông cốt thép công nghệ cao Đại Dương tại xã Tân Trường và xã Tùng Lâm, ban hành thông báo ký cam kết tiến độ giải phóng mặt bằng tại 59 dự án. Văn hóa thông tin, thể dục thể thao, chỉ đạo tập trung tuyên truyền kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, 30 tháng 4 năm 1975, 30 tháng 4 năm 2024. 70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, mùng 7 tháng 5 năm 1954, mùng 7 tháng 5 năm 2024, Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam, 21 tháng 4 năm 2024, ban hành kế hoạch tổ chức lễ hội du lịch biển Nghi Sơn năm 2024 và chuẩn bị các điều kiện tổ chức lễ hội đảm bảo trang trọng ý nghĩa và tiết kiệm. Ban hành quyết định thành lập tổ đảm bảo an ninh trật tự, cứu nạn cứu hộ tại khu du lịch biển Hải Hòa, công tác bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa được chú trọng, Ngày 9 tháng 4 năm 2024, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành quyết định số 955, công nhận lễ hội truyền thống Đền Quang Trung ở Lạch Bạng, phường Hải Thanh và Cù Lao Biện, Biện Sơn, xã Nghi Sơn vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Tập trung chỉ đạo xây dựng phường đạt chuẩn đô thị văn minh tại Nam Phường, Hải Ninh, Đinh Hải, Nguyên Bình, Tĩnh Hải, Hải Bình và xây dựng phường kiểu mẫu tại phường Tân Dân và Hải Lĩnh. Chỉ đạo hướng dẫn các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch, chuẩn bị các điều kiện cho mùa du lịch biển năm 2024. Về giáo dục và đào tạo, chỉ đạo các nhà trường thực hiện hiệu quả các hoạt động chuyên môn dạy học để hoàn thành nhiệm vụ năm học 2023. 2024, chỉ đạo các trường học xây dựng kế hoạch, tổ chức ôn tập đối với học sinh lớp 9, tham gia khảo sát chất lượng học sinh lớp 9 do Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức. Tập trung chỉ đạo công tác xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia năm 2024 theo kế hoạch. Công tác lao động thương binh và xã hội, công tác đảm bảo an sinh xã hội đến ơn đáp nghĩa các chế độ chính sách cho các đối tượng được thực hiện đầy đủ kịp thời. Trong tháng đã giải quyết việc làm mới cho 371 lao động, trong đó xuất khẩu 12 lao động, lũy kế 4 tháng đã giải quyết việc làm cho 2.037 người bằng 40,7% so với kế hoạch. Xuất khẩu lao động 47 người bằng 31,3% kế hoạch. Chi trả trợ cấp hàng tháng, trợ cấp một lần cho người có công, số tiền 8 tỷ đồng. Chi trả trợ cấp cho 10.065 đối tượng bảo trợ xã hội, với số tiền trên 5,6 tỷ đồng thực hiện mua cấp 1.856 thẻ bảo hiểm y tế cho các đối tượng là người có công, người nghèo, cận nghèo, bảo trợ xã hội, trẻ em. Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đến hết tháng 4 năm 2024 đạt 94,13%. Công tác chăm sóc sức khỏe, chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh cho nhân dân được quan tâm, ứng dụng các kỹ thuật y tế trong chuẩn đoán và điều trị được tăng cường. Quản lý hành nghề y dược tư nhân tiếp tục được quan tâm thực hiện, thực hiện tốt công tác tiêm chủng thường xuyên, duy trì chế độ thường trực 24 trên 24 giờ ở tất cả các tuyến, đáp ứng tốt nhu cầu khám và điều trị bệnh của nhân dân. Trong tháng 4, đã khám được 38.356 lượt, đạt 104% so với cùng kỳ năm 2023. Tăng cường các biện pháp phòng chống dịch bệnh. Trong tháng không có dịch bệnh lớn xảy ra, công tác quản lý hành nghề y dược tư nhân được thực hiện thường xuyên, duy trì tốt công tác chữ thập đỏ. Trong tháng đã thăm hỏi cứu trợ khẩn cấp và trợ giúp nhân đạo cho hai trường hợp gia đình khó khăn có người chết do so đuối nước, phường Hải Thượng một người, nghi sơn một người. Kiểm tra công tác, bảo đảm an toàn thực phẩm tại các cơ sở hành nghề y dược tư nhân ở 5 xã Phồm, Trường Lâm, Tân Trường, Tùng Lâm, Phú Lâm, Phú Sơn. Kết quả đã kiểm tra được 30 cơ sở, trong đó số cơ sở đảm bảo 20 cơ sở, đạt 66%, tạm dừng và đóng cửa hoạt động 10 cơ sở, thực hiện thẩm định cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm cho 6 cơ sở dịch vụ ăn uống thường xuyên thực hiện tốt công tác tuyên truyền về vệ sinh an toàn thực phẩm trong các cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm. Trong tháng không xảy ra vụ ngộ độc thực phẩm trên địa bàn thị xã. Công tác thanh tra giải quyết khiếu nại tố cáo tiếp tục thực hiện một cuộc thanh tra đột xuất, thanh tra trách nhiệm Ủy ban nhân dân phường Hải Thanh liên quan đến giao đất cho hộ gia đình cá nhân. Triển khai thực hiện thanh tra ngân sách tại Ủy ban nhân dân xã Tân Trường. Trong tháng giải quyết 37 đơn, trong đó 24 quyết định giải quyết khiếu nại, 9 quyết định đình chỉ giải quyết khiếu nại, Bốn công văn xử lý đơn của công dân đang tiến hành giải quyết 91 đơn. Công tác tư pháp ban hành 8 quyết định xử lý vi phạm hành chính với số tiền xử phạt là 259,5 triệu đồng, ban hành kế hoạch triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác bồi thường nhà nước năm 2024 trên địa bàn, chỉ đạo thực hiện thay đổi cải chính hộ tịch cho 13 trường hợp, đăng ký 3 trường hợp hộ tịch có yếu tố nước ngoài, thực hiện công tác chứng thực hồ sơ giấy tờ theo quy định. Công tác tiếp công dân định kỳ tại trụ sở Ban tiếp công dân thị xã được duy trì thường xuyên, trong tháng 4 tiếp 29 lượt với 29 người bằng 29 vụ chủ yếu về đất đai và các phép xây dựng. Các vụ việc đều thuộc thẩm quyền đã giao có thời hạn cho các cơ quan đơn vị giải quyết. Ủy ban nhân dân các xã tiếp 112 lượt với 112 người bằng 112 vụ việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn cơ bản ổn định. Ban chỉ huy quân sự thị xã phối hợp với các lực lượng chức năng nắm chắc tình hình, tham mưu xử lý có hiệu quả các tình huống, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, không để bị động bất ngờ. Chỉ đạo các đơn vị quản lý chặt chẽ thanh niên sẵn sàng nhập ngũ và chuẩn bị mọi điều kiện tổ chức diễn tập chiến đấu xã phường trong khu vực phòng thủ năm 2024. Lực lượng công an từ thị xã đến cơ sở tổ chức thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ giữ vững an ninh chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội. Tình hình an ninh cơ bản ổn định, không xảy ra tình hình phức tạp trong tháng có 485 lượt người nước ngoài với 31 quốc tịch đến địa bàn đăng ký tạm trú, đổi mới hộ chiếu và gia hạn thị thực. Chỉ đạo lực lượng công an tăng cường tuần tra kiểm soát, tiếp nhận, phạt nguội từ hình ảnh, trích xuất, hệ thống camera đảm bảo 1.050 trường hợp, số tiền 1,7 tỷ đồng, trong đó vi phạm nồng độ cồn 159 trường hợp, phạt nguội 133 trường hợp. Trong tháng đã xảy ra 5 vụ tai nạn giao thông, làm 4 người chết, 3 người bị thương, hư hỏng 5 phương tiện, Xảy ra hai vụ tai nạn lao động khiến hai người chết, an toàn giao thông đường sắt, đường thủy nội địa được đảm bảo. Công tác xây dựng Đảng, thường trực, ban thường vụ thị ủy đã chỉ đạo xây dựng và ban hành một chương trình ba kế hoạch, 17 quyết định, 5 báo cáo, 35 thông báo kết luận của thường trực, ban thường vụ thị ủy, 59 công văn lãnh đạo chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị của thị xã. Tiếp tục tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, các nhiệm vụ chính trị quan trọng của thị xã, tổ chức nghiên cứu học tập quán triệt triển khai thực hiện các kết luận, chỉ thị, quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Ban Thường vụ, tỉnh ủy mới ban hành. Quán triệt và triển khai thực hiện chỉ thị của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo không theo quy định và phát triển bền vững ngành thủy sản. Các hoạt động chào mừng kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, 30 tháng 4, ngày quốc tế lao động mùng 1 tháng 5, 70 năm ngày chiến thắng Điện Biên Phủ, kiện toàn công tác cán bộ các phòng ban thị xã và các xã phường thực hiện đầy đủ kịp thời nghiệp vụ công tác tổ chức xây dựng đảng tiếp tục giám sát việc lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quản lý đất đai trật tự xây dựng và công tác giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án đối với các xã phường hải châu hải ninh hải lĩnh và tùng lâm kiểm tra việc lãnh đạo chỉ đạo thực hiện quy chế làm việc công tác quy hoạch bố trí sử dụng cán bộ đối với ba đảng ủy cơ sở đồng chí bí thư các đồng chí phó bí thư đảng ủy tăng cường nắm tình hình nhân dân tình hình cơ sở Động viên nhân dân tích cực sản xuất kinh doanh, chủ động tham mưu cho cấp ủy chính quyền chỉ đạo giải quyết những vấn đề phát sinh ở cơ sở, phối hợp chỉ đạo các xã phường thực hiện mô hình chính quyền thân thiện vì nhân dân phục vụ và mô hình khu dân cư tự quản về bảo vệ môi trường, tuyên truyền vận động nhân dân để mạnh các phong trào thi đua năm 2024, nhất là trong xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh. Công tác giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án trên địa bàn thị xã. Hội đồng nhân dân thị xã và các xã phường tăng cường đôn đốc giám sát việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, thực hiện chính sách an sinh xã hội năm 2024, theo dõi giám sát việc triển khai thực hiện nghị quyết các kỳ họp và giải quyết các ý kiến kiến nghị của cử tri. Ủy ban nhân dân thị xã và các xã phường tăng cường kỷ luật kỳ cương hành chính để mạnh cải cách thủ tục hành chính. Trong tháng đã tổ chức 52 hội nghị, chỉ đạo, điều hành và triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đã ban hành 2.360 văn bản để chỉ đạo điều hành hoạt động của mặt trận tổ quốc và các đoàn thể tập trung tuyên truyền các ngày lễ ngày kỷ niệm của đất nước của địa phương của các ngành cơ quan đơn vị tuyên truyền vận động đoàn viên hội viên và nhân dân tích cực sản xuất kinh doanh chủ động bám nắm tình hình nhân dân tham mưu cho cấp ủy chính quyền chỉ đạo giải quyết những vấn đề phát sinh ở cơ sở đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm đảm bảo vệ sinh môi trường phối hợp tuyên truyền vận động nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước tiếp tục thực hiện phong trào thi đua dân vận khéo trong công tác giải phóng mặt bằng di dân tái định cư, xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh. Thưa quý vị và các bạn, Ủy ban nhân dân thị xã Nghi Sơn đã và đang huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc và giao nhiệm vụ tới từng phòng ban về trách nhiệm hướng dẫn xây dựng các xã phường kiểu mẫu. Mục tiêu của thị xã là trong năm 2024 sẽ xây dựng thành công hai phường kiểu mẫu, Tân Dân và Hải Lĩnh. Đến năm 2025 sẽ có thêm bốn phường là Hải Châu, Hải Hòa, Bình Minh và Hải Ninh trở thành phường kiểu mẫu. Nằm ở phía bắc thị xã, phường Tân Dân có hệ thống giao thông thuận tiện với nhiều dự án đang triển khai. Nhiều năm gần đây, tình hình chính trị, kinh tế, xã hội ở địa phương phát triển ổn định, đời sống nhân dân không ngừng được nâng lên, với thu nhập bình quân đầu người năm 2023 là 60 triệu đồng. Đặc biệt, sau cuộc vận động xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh đã làm thay đổi diện mạo quê hương cũng như đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Tân Dân Lâm Ngọc Duy cho biết. Triển khai mục tiêu xây dựng phường kiểu mẫu từ năm 2021, Đảng bộ chính quyền mặt trận tổ quốc phường đã thực hiện công tác tuyên truyền, vận động nêu rõ mục đích ý nghĩa của các tiêu chí xây dựng phường kiểu mẫu. Cùng với đó, địa phương cũng phát động các phong trào thi đua xây dựng tổ dân phố phường kiểu mẫu hiện đại, sáng, xanh, sạch đẹp, hướng tới xây dựng đô thị xanh, thông minh đến các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các tổ dân phố, cán bộ, đảng viên và nhân dân biết để cùng thi đua thực hiện. Bắt tay vào thực hiện, phường Tân Dân đã tập trung bám sát 8 tiêu chí kiểu mẫu theo quyết định 09 2019 quy đề UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh. Đối với tiêu chí giảm nghèo, hưởng ứng phong trào cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bỏ lại phía sau, Ủy ban nhân dân phường đã xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện công tác xóa nghèo, cận nghèo, đồng thời huy động nguồn lực thực hiện các dự án sinh kế giảm nghèo với nguồn vốn 220 triệu đồng. Đến nay, tỷ lệ người dân trong độ tuổi lao động có việc làm đạt 98%, trong đó tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 78%. Công tác cải cách hành chính của phường luôn xếp top đầu thị xã. Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân phường xác định đây là khâu đột phá trong việc nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước. Đơn vị đã chỉ đạo xây dựng mô hình, chính quyền thân thiện vì nhân dân phục vụ, chấn chỉnh công chức thực hiện tốt nội dung năm biết, ba không, bốn thể hiện. Đến nay, 26 lĩnh vực với 186 thủ tục hành chính được công khai niềm yết, giải quyết kịp thời trên 90% trước hạn. Đặc biệt, nhiều mô hình kiểu mẫu do Mặt trận Tổ quốc, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân, Hội Cựu Chiến binh, Đoàn Thanh niên, Công an Phường, Ủy ban Nhân dân Phường triển khai đã mang lại những kết quả quan trọng đóng góp vào việc hoàn thành 8 tiêu chí kiểu mẫu Điển hình như Mặt trận Tổ quốc với hai mô hình tự quản về môi trường ở khu dân cư Hồ Thịnh và Minh Sơn, một mô hình khu dân cư tự quản về an ninh trật tự ở khu dân cư Hồ Trung. Đặc biệt, trong năm 2022-2023, Mặt trận Tổ quốc Phường đã tích cực vận động nhân dân tham gia hiến đất mở rộng các tuyến đường giao thông. Đã có 24 hộ dân tham gia hiến 1.500m vùng đất để mở rộng tuyến đường từ Hồ Trung đi đường 512 đơn vị còn phối hợp với các tổ chức thành viên, vận động nhân dân xã hội hóa xây dựng tuyến đường kiểu mẫu, gắn với cuộc vận động xây dựng tổ dân phố kiểu mẫu. Hay như Hội Liên hiệp Phụ nữ phường đã thành công với các mô hình xây dựng người phụ nữ tần tần thời đại mới, yêu nước, nhân ái, tự lực, tự cường, khát vọng vươn lên, gắn với học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện cuộc vận động xây dựng gia đình năm không sạch, các công trình triệu phần quà san sẻ yêu thương, Tết trồng cây, đời đời nhớ ơn Bác Hồ, các hoạt động mô hình biến rác thải thành tiền, mô hình sạch nhà, sạch ngõ, sạch đường, đoàn thanh niên với mô hình kế hoạch nhỏ, ngôi nhà khăn quàng đỏ, mô hình hội cựu chiến binh, đảm nhận đoạn đường tự quản, vườn sạch, nhà đẹp, công an phường với mô hình camera giám sát gắn với công tác đảm bảo an ninh trật tự. Từ xuất phát điểm của một phường có tuổi đời non trẻ, đến nay phường Tân Dân đã hoàn thành 8 tiêu chí kiểu mẫu. Tương tự, để xây dựng phường kiểu mẫu, Ban chấp hành Đảng Bộ Phường Hải Lĩnh đã ban hành nghị quyết chuyển đề và các kế hoạch, chương trình hành động, đồng thời thành lập các ban xây dựng các danh hiệu kiểu mẫu ở các tổ dân phố. Các ban đã tiến hành giả soát, thống kê, xây dựng kế hoạch thực hiện cụ thể, đồng thời tổ chức các hội nghị trì bộ để xây dựng nghị quyết và hội nghị nhân dân, để đảng viên nhân dân cùng tham gia ý kiến, bàn bạc kế hoạch, thực hiện các tiêu chí. Theo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Lê Bá Hải, các chỉ tiêu phường kiểu mẫu của Hải Lĩnh đã đạt được những chuyển biến tích cực. Hiện nay, số lao động trong độ tuổi có việc làm của phường là 3.556 người trên 3.672 người, đạt tỷ lệ tới gần 97%. Các trường học đều đạt chuẩn quốc gia, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 75%. Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt hơn 97%, ủy ban nhân dân phường đã thực hiện công khai minh bạch đầy đủ các thủ tục hành chính, giải quyết thủ tục hành chính cho các tổ chức cá nhân, công dân đảm bảo đúng quy trình. Có mô hình điển hình về cải cách thủ tục hành chính, đặc biệt trong 3 năm gần đây, phường liên tục đạt danh hiệu an toàn về an ninh trật tự. Có 9 trên 10 cơ quan tổ dân phố được công nhận đạt chuẩn văn hóa, 5 trên 7 tổ dân phố được công nhận đạt danh hiệu tổ dân phố kiểu mẫu với cảnh quan khu dân cư và vệ sinh môi trường ngày càng xanh sạch đẹp, an ninh trật tự đảm bảo. Đặc biệt phường đã và đang thực hiện tốt việc phát huy vai trò của khu phố trong huy động nguồn lực xã hội hóa để bổ sung các thiết chế, cải tạo cảnh quan nhà văn hóa đường phố. Phó chủ tịch ủy ban nhân dân thị xã nghi sơn mai sĩ lần cho biết, cùng với công tác chỉ đạo, ủy ban nhân dân thị xã đã phân công các phòng ban hướng dẫn hỗ trợ các phường giả soát bổ sung hoàn thiện các tiêu chí đồng thời tháo gỡ các vướng mắc khó khăn chúng tôi cũng chỉ đạo các phường tổ chức phát động các đợt thi đua cao điểm tập trung tuyên truyền vận động xây dựng các phong trào sâu rộng nhằm phát huy sức mạnh sự đoàn kết và vai trò chủ thể của mỗi người dân mục tiêu xây dựng thành công phường kiểu mẫu tại phường tân dân và hải lĩnh trong năm nay hướng đến nâng cao chất lượng đời sống nhân dân đưa bộ mặt của phường từng tổ dân phố và các cơ quan đơn vị sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn văn minh với những con người kiểu mẫu. Đây cũng là những mô hình điểm hạt nhân để thị xã đánh giá rút kinh nghiệm và nhân rộng tạo nền tảng quan trọng hướng tới xây dựng thị xã kiểu mẫu trong tương lai gần. Ủy ban nhân dân thị xã Nghi Sơn thông báo về việc tạm dừng xét tuyển lao động hợp đồng làm giáo viên mầm non phổ thông công lập thị xã Nghi Sơn theo Nghị định 111-2022 NDCP của Chính phủ. Ngày 6 tháng 3 năm 2024, Ủy ban Nhân dân thị xã Nghi Sơn đã ban hành thông báo số 776 về việc xét tuyển lao động hợp đồng làm giáo viên mầm non phổ thông công lập thị xã Nghi Sơn theo Nghị định 111-2022 NDCP của Chính phủ theo đó từ ngày 11 tháng 3 đến ngày 29 tháng 3 năm 2024 đã tiếp nhận hồ sơ và thực hiện các bước quy trình theo quy định. Tuy nhiên đến ngày 28 tháng 3 năm 2024, Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã ban hành quyết định số 1222 về việc giao bổ sung biên chế sự nghiệp giáo dục mầm non và phổ thông công lập của tỉnh Thanh Hóa năm 2024. Thị xã Nghi Sơn được giao bổ sung 209 biên chế cho đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo Ngày 19 tháng 4 năm 2024, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thị xã họp và thống nhất tạm dừng xét tuyển lao động hợp đồng làm giáo viên mầm non, phổ thông công lập thị xã Nghi Sơn, theo Nghị định 111-2022 NDCP của Chính phủ, để thực hiện việc tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo. Theo chỉ tiêu được Ủy ban Nhân dân tỉnh giao, việc xét tuyển lao động hợp đồng làm giáo viên mầm non, phổ thông công lập thị xã Nghi Sơn, theo Nghị định 111-2022 NDCP của Chính phủ, sẽ thực hiện sau khi tuyển dụng biên chế sự nghiệp giáo dục mầm non và phổ thông công lập được Ủy ban Nhân dân tỉnh giao năm 2024. Ủy ban Nhân dân thị xã Nghi Sơn thông báo tạm dừng xét tuyển lao động hợp đồng làm giáo viên mầm non, phổ thông công lập thị xã Nghi Sơn theo Nghị định 111-2022 NDCP của Chính phủ để các tổ chức cá nhân được biết. Thông báo này được đăng tải trên trang thông tin điện tử thị xã Nghi Sơn, đài truyền thanh thị xã và các xã phường, thông tin rộng rãi và niêm yết tại trụ sở làm việc của Ủy ban nhân dân thị xã Nghi Sơn. Thay mặt Ủy ban nhân dân, ký thay Chủ tịch, Phó Chủ tịch Mai Sĩ Lân. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình phát thanh của Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao và Du lịch thị xã Nghi Sơn. Chịu trách nhiệm nội dung và chỉ đạo sản xuất, Cao Văn Lâm, biên tập, Văn Tuấn, kỹ thuật truyền dẫn phát sóng, Trung Luyến. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.